Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Nhâm Tuất 1982 cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 8 âm lịch được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Nhâm Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều, công việc hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ, may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với gia chủ. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình tài lộc của mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng, hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất 1982 có mệnh Đại Hải Thủy là người khiêm nhường và ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức của mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì là họ sẽ làm đến cùng, cũng yêu và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Trong tháng này, tử vi người Nhâm Tuất rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình mà còn cả lừa tiền, còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp kỳ âm thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này khá khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tháng, khối lượng công việc tăng, xung đột mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp tuổi Nhâm Tuất khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin, thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ càng khó đạt được điều mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai, gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu bạn gặp khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách cư xử khéo léo việc này để mọi chuyện không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo. Bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính, cần cẩn trọng, không làm hành động bốc đồng.
Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất theo tử vi tháng 8 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt lắm. Mệnh chủ Nhâm Tuất thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Các gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Nhâm Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vợ chồng người tuổi Nhâm Tuất thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách nào hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người mà bạn thầm yêu mến sẽ đến với người khác đấy. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Sậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Sậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Sậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hỉnh Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.